Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe dòng road bike. Chiếc xe Mazda Xtreme 905. Đây là chiếc xe chính hãng made in Taiwan các bác nhé. Được sử dụng tất cả đồ đều nguyên zin theo xe, từ vành đến tất cả các đồ. Sử dụng full một bộ cấu hình của Tiagra. Full các bác nhé, không lai món nào hết. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe Mazda lần này em về là chiếc xe Xtreme 905, bê tông màu trắng đỏ. Chiếc Mazda và chiếc Xtreme 905 màu đỏ này. Thì em sẽ quay ở chiếc tem Made in Taiwan trên khung và số khung luôn các bác nhé, được dán trên tem. Đây là một chiếc xe chính hãng Made in Taiwan. Với cọc yên nguyên zin của xe Mazda. Sẽ lướt qua hình thức cũng còn rất là tốt các bác nhé. Đây là vết chắn xích không chạm vào khung, có thể bóc được ra chứ không bị xước đâu nhé. Trên khung xe quay xa 50, Lam sẽ đo lại. Với bộ khung vàng nhôm, xe cũng rất là nhẹ thôi. Đây là lốp Continental, lốp hiệu, lốp chọc các bác nhé. Lốp này rất là mới, có thể nhìn thấy đường vân này còn rất là mới, chưa bị mòn. Lốp hiệu còn sử dụng rất là lâu. Với bộ Mayer, à bộ vành của nguyên zin của hãng Mazda. Và phía bên này em có nhìn thấy chữ Taiwan đây. Vành của Taiwan luôn đó nhé, của Đài Loan. Cỡ vành là 700. 700 và cỡ lốp là 23C. Rất là thông dụng của dòng xe đua. Với 10 tầng lip. Vì đã qua sử dụng nên là cái chắn lip này nó đã bị màu vàng đi rồi. Các bác mua về có thể không thích thì có thể tháo cái này ra, cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe. Và đây là Mayer của hãng Mazda, nguyên zin theo xe. Thương hiệu Mazda thì cũng rất là nổi tiếng, xuất đi toàn thị trường châu Âu. Chủ đề của Subaru Tiagra. Subaru Tiagra luôn các bác nhé. Chủ đề đùi đĩa, gạt đĩa và phanh đều đồng bộ của Tiagra. Phía bên trên này phốt là ghi đông nguyên zin của hãng Mazda. Vâng, như các bác thấy thì chiếc xe đều nguyên zin, đồ đạc đều đồng bộ theo xe. Tay lắp cũng của Tiagra, 10 tốc độ và 2 tốc độ bên đĩa cho xe 20 tốc độ các bác thay đổi. Và đây là phanh trước. Vành trước đây, Mazda Made in Taiwan. Phía bên dưới qua những mã vạch chính hãng của chiếc xe này và số ghi ở gầm khung nữa. Vẫn còn giữ đầy đủ tem mác về theo xe. Và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao size đứng của xe. Xe có size đứng là 50. Ngang cũng 50 thôi nhé.
từ 1m63 đến 1m75 thì vừa chiếc xe này. Với 10 tầng lít lên lít. Chuyển bộ chuyển động full của Shimano, nguyên một bộ đúng của Shimano Tiago ra. Và chuyển động rất tốt. Phía tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của Tiago ra. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe đua Meda Xtreme 905. Chiếc xe được sử dụng nguyên bộ cấu hình của Tiago ra. Tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Và chiếc xe là xe chính hãng made in Taiwan các bác nhé. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em với giá 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709903 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube xem danh kia xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại của em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.